thư sư cho con hỏi sự kiện bình bác của phật trôi ngược sông hằng có được ghi lại trong kinh nguyên thủy không và vì sao có sự kiện phi thường đó được à, cái này nằm ở trong phật sử nha nằm trong phật sử à, tại vì um, sư không có thời gian để sư tra cứu cho nên là ở trong phật sử trong phật sử thì có có ghi lại còn trong những cái kinh tạng khác thì do sư không có thời gian tra cứu cho nên là sư không có sư chưa có tìm sư chưa có tìm nhưng mà có à, hơn nữa trong chú giải thì cũng có ừ. cho nên là sự kiện này có được ghi lại còn tại sao mà nó Phi thường như vậy đó xin thưa là bản thân cái việc xuất hiện của một vị chánh đẳng giác nó đã là phi thường rồi. cho nên những cái chuyện mà phi thường liên quan đến ngài nó cũng không có gì lạ ờ, cái um, cái mà ngài sử dụng khi mà uh, ngài ở dưới cái dòng sông ni liên nó là gì ngài dùng cái sự thật ba la mật tức là ngài nói nếu như mà Ngài chứng đắc đạo quả vô thượng bồ đề đó Thì hãy khiến cho cái bác này trôi ngược dòng sông Thì đây là một cái sự thật Và đây là một cái lời nguyện Nó nó tương xứng với uh, chư Phật quá khứ uh, Bởi vì như vậy đó Nó có cái năng lực rất là lớn Quý vị nhớ giùm nha Bồ Tát uh, khi đó đó đầu tiên là ngài là bậc đã chứng đắc bát thiền nha, có thần thông. À, đương nhiên lúc đó ngài không có dùng thần thông. Cái thứ hai ngài là bậc ly dục. Cái thứ ba ngài là một vị Bồ Tát chánh đẳng giác trong kiếp chót, trong cái giờ phút chuẩn bị chứng đắc đạo quả. Thì những cái sự kiện đó là cái chuyện đương nhiên bởi vì cái đức của ngài đó lớn phi thường.